các bạn. Hôm nay tụi mình lại tiếp tục cái series ở nhà nha các bạn. Và clip hôm nay sẽ là chủ đề xúc xích. Như bạn nhìn thấy ở đây mình có rất là nhiều xúc xích luôn. Và những cái dĩa xúc xích này là mỗi loại xúc xích khác nhau các bạn. Và được mình đánh số thứ tự, đây là xúc 9, đây là xúc 7, đây là xúc 6 rồi. Có tất cả là 1 loại 2, 4, 6, 8, 10, 12 loại xúc xích. Được mình đánh dấu 12 chữ số. Bây giờ mình chiên lên mình không biết xúc xích nào là xúc xích nào các bạn. Nhưng mà nó là những loại khác nhau, hương vị ăn khác nhau nha. Như đây bạn thấy là có cây xúc xích rất là bự luôn, cũng muốn bằng cầm tay của mình luôn. Còn có cây xúc xích thì nó nhỏ như hàng của con dĩ với bạn, nó xíu luôn. Còn có cây thì nó bự như hàng của con ăn. Còn cây thì nó dài như hàng của con Hương. Và cây thì nó lại đen như hàng của con Tòn. Nói chung là mỗi cây xúc xích nó lại hương vị khác nhau và màu sắc và kích cỡ khác nhau. Và các bạn thấy rằng đó có một cái vòng quay 12 cái số tượng trưng cho quay vào số nào thì ăn cây xúc xích số đó. Và phía bên đây thì chúng ta sẽ có là 2, 4, 6, 8 loại nước chấm các bạn, tương ớt rồi sa tế và các kiểu, nói chung là 8 loại đồ chấm. Và clip hôm nay rất là đơn giản, ở đây mình có một cái hộp phiếu bóc vào loại tương nào, sau đó sẽ quay chọn loại xúc xích chấm với loại tương đó xong ăn. Còn đi bóc vào qua lượt thì không có gì hết, còn bóc vào chỉ định thì chỉ định đó, đơn giản. Clip tụi mình là chơi theo nhân phẩm nha các bạn, tại vì Dương Đại là người ta biết ăn rất là khỏe rồi, còn Dĩ thì ăn rất là yếu rồi, nên hai đứa đó chơi không có công bằng. Vì vậy tụi mình chơi nhân phẩm. Và hôm nay để kích thích cho mấy anh cùng ăn cay dữ hơn, giải thưởng hôm nay sẽ là 10 triệu. Dù tương tác kênh mình nó đã giảm đáng kể do 2-3 tháng rồi chưa đăng video, nhưng mình quyết định là chơi lớn như vậy luôn cho mấy anh cùng nó chơi sung sức với bạn. Và đặc biệt là các bạn nhấn like và chia sẻ mạnh tay để kênh tăng tương tác, để tụi mình cố gắng thực hiện những video khác đầu tư và hay hơn nha. Lượt chơi ăn xúc xích, người nào ăn không nổi đi ra, người cuối cùng còn ngồi đây chơi thì sẽ ăn cái gì thử 10 triệu. Okay. Ok, có đứa nào muốn hỏi gì không? Không đúng không? Rồi ok, mình sẽ tiếp theo sẽ là khui mấy cái món sốt cay các bạn. Đây đầu tiên, đây là cái loại sốt rất là cay các bạn. Cái loại bên đây là cái loại bình thường thôi, sốt gà cay bình thường. Còn loại này là loại siêu cay x2. Loại này là con gà đó, nó phun ra lửa các bạn. Cái loại này là mua tên Shopee mới có nha. Bạn đã muốn mua thì cứ việc nhấp vào link trong phần mô tả, link Shopee. Còn cái loại này thì trong siêu thị thấy bán rất là nhiều. Còn loại này là siêu thị không bán nha. Mình đã chai tưởng tượng đây. Mình sẽ khui chai mới. Khui. Mình phải bạo lực như vậy các bạn, nó mới cay. Liếm anh. Đây các bạn nhìn thấy cái màu sắc của nó là biết là nó đậm đà hương vị như thế nào rồi. Nó như quyết vậy em. Trời ơi. Con gà kìa các bạn ơi. Như Coca-Cola vậy đó. Sốt cay bình thường. Loại này thì nó vẫn đen nhưng mà nó không cay bằng nha các bạn. Nó ngọt như Sigo đá bào vậy. Nhìn hấp dẫn các bạn ơi. Rồi tiếp theo sẽ là mù tạt các bạn. Chưa khui luôn nha, chưa phải bơ đâu nha các bạn. Thôi tính tóc thì có mấy bạn chơi bơ chứ mình thì chơi mù tạt nguyên zin luôn, chưa khui luôn nha. Đây cái zin của nó là mình kháo rất là khó, còn kháo ngoài kháo mà diễn kháo một phát ra luôn là biết là hàng để vô gắn lợn nha các bạn. Đây rất là cứng thấy không. Rồi, nhìn giống bơ thiệt nha, bỏ vậy mấy người lấy bơ bỏ vô. Rồi tiếp theo là tương ớt rosa. Mình không biết nó có cay hay không nhưng mà mình thấy trong siêu thị bán thì mình chơi thôi. Rồi tiếp theo là sa tế tôm. Ngon. Đã vậy, ăn nhiều mới biết. Rồi tiếp theo là tương ớt sriracha. Nói chung là tương ớt xanh thái nhưng mà của người Việt sản xuất nha các bạn. Ôi, sao giống nước cống vậy, ghê quá. Trời ơi. Rồi, kế tiếp là tương ớt ong trà và. Tiếp theo là tương ớt tròn 5 vị của Cờ No. Cay đậm. Rồi ok, lần này là mình sẽ cho thằng cô Hương bóc trước nha các bạn. Đây là những cái lá hâm may mắn. Mọi người xem sao Hương sẽ được cái nào? Wasabi. Wasa luộc.
quá luôn. Yeah. À Hương nó được cờ nâu cay đậm nha bạn. Rồi ok, cặp tờ giấy này. Và tiếp theo là mình sẽ quay cho Hương xem là nó ăn loại xúc xích số mấy nha bạn. Mình quay rất là công bằng. Rồi số 5. Lấy một cây số 5 và ghim vô cho bé Hương coi. Có anh ơi, em sẽ lấy một cây sẵn xù nhất cho anh Hương. Ghim lúc cái... Oh my god. Rồi. Đây. Wow. Hương sẽ được cờ no cay đậm nha bạn. Không không lúc lắm nhưng mà không sao. Mỗi cái đều có như vậy, dễ em đâu. Đây. Đó. Trời ơi, cây này của Hương nha, để đắt đi. Đó. Mời em chứ à. Rồi, tiếp theo là Đại. Qua được, qua được. Có tổng cộng tất cả là 100 cây xúc xích nha bạn. Rồi Đại được hiệp lượt. Bóc liên tiếp 2 lá ham luôn. Hay lắm em. Vì em xứng đáng. Cái nữa. À, Đại sẽ được ông trà và. Ông trà và. Và chỉ định một người hiệp lượt. Em muốn ai hiệp lượt? Chị Đại. Chị Đại nàng quá, anh đang nãy cười cười. Cười cười. Làm em khóc là đâu chỉ em đâu. Kịch bản mang quen. Được lắm. Con trai của ta. Rồi ăn được xa tới tôm. Ông trời đổ. Mình sẽ quay cho ăn trước luôn nha bạn. Số 10. Rồi số 4 các bạn, số 4. Mắt mình nhìn thấy số 4 là số 4. Ok, lấy một cây. Số 4. Sao cây này nhỏ xíu vậy? Xúc xích này là của ngân hàng của Toàn mà. Đúng rồi anh. Toàn chi. Rồi ok. Để. Chấm mà với dĩa ăn sa tế tôm hả? Sa tế tôm anh. Đây sa tế tôm các bạn. Do cái ly này tràn nên tụi mình sẽ chấm lúc các bạn, tùy ly, mỗi ly sẽ chấm khác nhau. Wow. Trời ơi, chảy nước kìa. Tỏi. Rồi tiếp theo là mình sẽ quay cho anh Đại. Ta 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 ta. Số 4 luôn. Do cái này không lúc được nên mình sẽ quay quay miếng. Rồi lấy dĩa đâu hứng vô cái coi. Em chung với anh Hương. Ủa? Kệ cho đẹp. Rồi hai hẳn dính nhau sao? Đàn ông mới đang làm chút chơi. Rồi tiếp theo là cu dễ. Bóc vào tư ớt hay là... Ê, lẩu. Để sáu rồi các em. Rồi dứt. À, cho tất cả lá hâm vào hùng và lấy lại tờ hát, tức là lá hâm reset. Và vậy sẽ có cơ hội bóc vào những lá hâm mà mọi người đã bóc rồi á bạn. Mọi người lá này vậy đó. Vậy là vậy sẽ có cơ hội bóc vào cái lá hiệp lượng. Và bóc em, hiệp lượng em. Em tự tưởng tài năng của em. Ít thai vậy. Hiệp lượng cái gì đó. Tương ớt siêu cay sam giang ít 2 nha bạn. Nhanh khoảng. Nhanh nói đi. Lá bóc rồi là mình bỏ qua một bên. Đó, sau đó quay chàng dĩ nha. Số 9 luôn. Số 9 luôn. Số 9 sao số tờ bự nhất hả? Dạ. 9 cái lệnh. 9 rồi. Oh my god. Oh my god. Số 9 luôn em ơi. Nhanh khoảng. Ghiêm. À hả? Hay nó một cây không vừa thôi em. Cây không chéo nhau á, chéo nhau. Em thấy anh Lâm có cái tài hơi. Đây. Trời ơi, hên quá em chút đúng rồi. Toan rồi. Hướng dĩa. Do cái ly này nó bị trào ra nên mình mới sớt ít lần nha bạn. Và bây giờ mới nhúng lại mới được nha. Mém chút. Oh my. Lúc lùi hết xuống được rồi. Trời ơi, đâu ai tưởng tượng là dĩ nó vô cái cây bự mà nó còn ca như vậy nữa. Hàng này đừng có nãy nói của ai quên ta. Hàng này của em. Hàng cây bự vậy hả? Thấy còn hàng nghe mà em thủng liền. Rồi, tiếp theo là lượt của An. Cây này nãy là do anh Đại chỉ nên giờ em vẫn còn lượt. Dạ. Yeah. Ăn là ăn nhất luôn rồi. Và đây là tương ớt Srigaka gì đó bạn. Ớt xanh Thái. Em nói cười á. Số 1. Số 9. Số 7. Shiraka. Tương ớt hái xanh nha bạn. Cây cũng ăn dài quá. Rồi lấy cái dĩa ngang qua đây luôn. Nhìn bằng lem chứ hả. Trời ơi nó xanh kìa. Trời ơi nó chạy kìa.
Lấy vậy gì? Ghê quá. Rồi cuối cùng là Tân. Wow, do vậy bóc vào cái tờ reset nên toàn được khiếm lượng. Năng phẩm. Sao em vô hai từ quá. Thêm cái đây thì tiến in. Rồi ok. Ôi. Được rồi, không sao. Đây, đây. Dưới kìa. Tà lên. À, cho tất cả là hâm vào hùng và bóc lại một tờ khác. Thì mở tờ đó luôn đi. Wow, được, nhưng mà bóc lại tờ khác. Sao có một cây anh? Nhân phẩm. Vậy á? Em quên là bỏ lại hả? Bỏ lại bóc vô tờ đó. Có bây giờ nó bóc có cây à, bây giờ có cây à. Bóc có tờ à. Ủa nữa dính vô hai lượt nữa là sao? À, ok ok ok. Vẫn có thể dính vào hai lượt cái nữa nha. Đâu ai xui hai lần. Không ai tắm cho một vòng sau hai lần. Tương ớt. Gì vậy? Rezo, rozo gì vậy? Còn no. Rosa các bạn. Tương ớt rosa. Và mình sẽ quay cho toàn xem được số mấy. Không cho đâu. Chúng ta cùng hồi hộp xem có phải là số 9 hay không. Oh my god, oh my god. Số 10, số 10. Wow. Trời ơi. Hàng con tàu như đó được. Ừ. Không sao. Hàng tàu chút xíu vậy thôi à. Đúng rồi, hàng tàu như đó à. Hay đó. Là tương ớt rosa. Được rồi, được rồi, không sao đâu. Hàng tàu nhìn mắc cỡ. Đây, tương ớt rosa nha các bạn. Rồi, tốn tiền rồi toàn. Đâu em nhỏ. Hứng hứng. Đó. Rồi bây giờ là mỗi người đều có cây xúc xích của riêng mình. Riêng ăn được hai cây, riêng dĩ thì cây chà bách ba lửa luôn. Còn toàn thì bé tí. Nhưng mà loại của dĩ khá là cay nha. Dòng này không có thời gian. 3, 2, 1, bắt đầu và cảm nhận. Chúng ta sẽ đi review từng người. Đầu tiên là toàn. Tương ớt rosa ngon em. Nó như tương ớt bình thường nha anh. Xúc xích ngon không? Ngon. Ngon. Còn của anh đang chấm tương ớt gì bộ dĩ ăn. Chấm sa tới. Sa tới. Nó mặn lè, mắc luôn cái hương vị của xúc xích luôn. Em hơi cắn cái màu xanh trải nghiệm cho mọi người thấy luôn không? Đó hả? Ừ. Ok. Cái màu xanh ngon quá em. Chảy ke luôn kìa. To lớn gì quá kìa. Ngon. Ăn được thôi chứ hương lạ lạ, hơi dở. Ớt muối ớt xanh. Ừ. Cũng dễ nghe mặn mặn xíu cũng muốn. Còn dĩ thì tương ớt, cái xúc xích hỗn lộn chấm với lại sốt cay sập dây ít 2. Cay không? Cay mà địa trong này nó ngán quá. Ở trong thì nó không có thấm được á hả? Nhưng mà ở trong nó lạnh nhách nè. À, bỏ ngoài thì hơi cay chút. Bỏ ngoài mà không dám chấm. Rồi, căng cay trải nghiệm nữa coi. Tạo ơn luôn. Ồ, chuyên nghiệp. Trời, lúc cán luôn. Ghê quá. Ủa? Ủa? Đại ăn xong rồi. Ăn giống bình thường, ăn giống xúc xích chấm tương ớt nè. Ngon hả? Còn bé Hương thì sao? Chấm như tương ớt cà nao. Ừ. Nghe mùi cà hơi nhiều. Để bé bớt hương cà phải không? Không có cay lắm hả? Đúng rồi. Hơi cà. Cà lường. Rồi Hương và Đại đã xong. Vậy thì vừa ăn vừa khóc nha bạn. Tò cũng xong luôn rồi, chỉ còn có ăn và dĩ thôi. Rồi sau bao nhiêu chờ đợi khoảng 8-9 phút mấy bạn thì Dĩ nó mới hoàn thành, gần hoàn thành nha. Nhưng mà mình quyết định là cho nó qua luôn chứ nó không giờ quá. Rồi sau cái vòng 1 này thì mình thấy là Dĩ là chắc nó có cơ hội nó đi khá là cao luôn á. Mới cây xúc xích cho xíu vô mà nó tạch rồi. Rồi ok, chúng ta đến vòng 2 và vòng này toàn bóc trước. Làm cái hiêm lượng nữa toàn ơi. Chỉ định. Wow. Chỉ định một người hiêm lược. Em muốn ai hiêm lược? Vậy anh. Wow. Anh cho nó đi luôn. Đó. Quá đã. Dứt em. Nước. Tự chọn một loại đồ chấm em. Em muốn loại nào? Đây, tự chọn một loại đồ chấm nha các bạn. Tương ớt à? Tương ớt đầu tiên. Đúng rồi. Đầu tiên đúng không? Ok. Đầu tiên là cờ no.
và sẽ quay cho nhỉ xem có gì nha bạn. Số 1. Đây, con dĩ. Rồi, tiếp theo là ong sắc bén của em. Cái nào lạ lạ rồi. Quay sẽ bị mà. Chữ. What the? Sam Giang X2 các bạn, loại siêu cay. Quay xem ăn có gì. Quay một chút. Số 1. Số 4. Lần này thì không lút cho lắm rồi. Không sao. Ai vô gì người đó chịu lút hay không chịu luôn nha bạn. Rồi, dĩ được thêm que nữa đây em. Wow. Số Sam Giang truyền thống nha bạn. Rồi bạn sẽ quay xem dĩ có xúc xích số mấy. Số 9 nữa hả? Số 9. Không phải tính được. Lên hàng luôn anh. Chơi con chơi hả? Ờ đâu anh ơi. Mới ăn có cây cái thôi đã đầu hàng rồi. Vậy kém quá. Ok, ngồi dậy. Đứng dậy lấy ghế cho ra nè. Quá. Trời ơi. Thôi cậy được rồi anh. Chắc anh cay quá mà. Cái nó ngán quá mà. Nó ngán. Ok. Bưng bề ra ngoài kia hơn thức từ từ luôn em. Ơi, đừng gần sức. Rồi, tiếp theo là đại. À, chỉ định một người uống qua lượt. Qua lượt. Chỉ định một người qua lượt, em muốn ai qua lượt? Ừ. Này qua lượt hả? Ừ. Anh ăn qua lượt luôn hả? Nào, anh có. Em chỉ người ta qua lượt, em muốn ai qua lượt? Ôi giời. À chỉ còn có thằng Phương thôi à. Ờ vậy anh Phương. Chứ hết người à. Hết người rồi. Quá đã. Con tim đã. Rồi. Vậy vòng này là chỉ còn có một mình thằng ăn thôi. Thử thử em. Sao em đi bỏ anh như vậy? Sau cái vòng 1 này thì bắt đầu là vòng thứ 2 này sẽ có thời gian. Một cây xúc xích nhỏ bình thường thì sẽ có 4 phút. Còn cây xúc xích bự khổng lồ thì sẽ có 6 phút dành để ăn nha bạn. Ok, ăn cái này trong 4 phút em. Xúc xích cay ít 2. Cái này nó không cay, nó y như cà phê vậy á. Nhầm loại hay sao hả? Không có, từ từ nó mới ngấm vô em. Vậy hả? Ừ. Lúc anh cũng gái như vậy luôn em. Bỏ lại cay muốn chết luôn. Sắm thêm luôn nè. Không lắm. Trời ơi, ăn nó đang gọi là boost niềm tin cho mọi người nha. Ăn nhanh quá sao hưởng thức được. Nó không có cay. Ok. Chú chạy đưa mắt ra kìa. Đưa mắt đưa mắt ra kìa. Thiệt. Anh lên đi. Ok. Ôi mà rất nước bóc ra rồi. Ok, rồi. Chúng ta đến với vòng thứ 3, thường bóc chớp. Ok. Quá nhanh luôn các bạn. Mới có một vòng nó loại được con dĩ rồi. Tự chọn một loại nước ngọt em. Có 3 loại là Wario, Mirinda và Coca-Cola. Cho Mirinda. Thường bóc Mirinda hả? Đổ gì? Quá đã. Dạo này Hương không cần ăn, uống quá nước đã. Rồi, tiếp theo là đại. Sợ đại nó rung kìa. Chế định một người cùng mình uống nước. Tức là em sẽ gọi ra hai lon nước ngọt và chỉ một người uống cùng em. Hai lon nước ngọt giống nhau, em muốn uống nước nào? Em muốn chắc Wario của anh này. Wario. Cho anh ăn nè, anh ăn nãy giờ khát nước lắm rồi. Em giúp anh á. Ok, chúng ta sẽ có hai lon Wario nha bạn. Em Hương, đúng rồi, em Hương đại lắm. Đại Hương em nữa. Đại một lon và ăn đúng không? Dạ. Ăn một lon. Rồi, tiếp theo là ăn. Đại luôn chăm sóc đặc biệt cho anh ăn. Tương ớt cờ no. Tương ớt cờ no nha bạn. Chúng ta sẽ xem loại xúc xích số mấy. Số 10. À, số 1. Rồi, cuối cùng là toàn.
cho tất cả lá hâm vào hùng và bóc lại. Chỉ có mình bỏ thôi. Sao cái này reset hoài vậy? Em cũng không biết nữa. Có hai tờ nước lấy hết luôn rồi. Reset rồi. Bây giờ là Toàn nó có cơ hội bóc vào tờ kim lược hoặc là tờ nước hoặc tờ chỉ định. Reset mà. Chỉ định cái là ngon luôn. Chỉ định cái là ngon luôn, thật sự vậy. Tự chọn một loại nước chấm. Nước chấm. Em thích nước chấm nào? Cái đầu anh. Tự nó. Khó gì vậy? Ok, quay cho anh Toàn nha bạn. Số 1. Wow, nay ngày ngày của Toàn hả? Tao Toàn vô làm nước ấm bình thường không ha. Rồi, cờ nó. Rồi dòng sau là mình sẽ chăm cho cái này đầy nha bạn. Rồi. Rồi cái dòng 3 này là Toàn được xúc xích chấm cờ nó. Ăn thì xúc xích chấm gì ăn? Xúc xích chấm từ các em cũng nhớ. Cờ no luôn đúng không? Cái đầu. Cờ no luôn. Vũ Quario, Đại Quario và Hương Bilinda. Mỗi loại đồ uống này sẽ có 4 phút đi uống. Xúc xích có 4 phút đi ăn. Lịch chơi đơn giản cái vụ này có tất cả là 4 người chơi. 3 người hoàn thành thì người cuối cùng sẽ có 4 phút để ăn nha các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Nè, anh cảm ơn em vì đã cho anh lon nước ngọt. Uống lẹ lên giết mấy thằng uống chậm luôn nè. Gì không có cho người ta cũng cụm nữa. Em muốn chết. Mình thấy là có nhiều bạn hỏi mình sao không cắt tóc các bạn. Do mình cũng ngại đi ra mấy chỗ cắt tóc á. Tại vì dịch được kiểm soát nhưng mà vẫn có nguy cơ, các bạn vẫn có phần trăm nên mình chưa dám đi. Mà với lại để tóc dài gì cho nó lãng tử khoảng vài tuần không sao đâu các bạn. Nó sạch nước rồi đợi. Nhìn lãng tử vậy thôi đợi gì nữa. Lâu lâu mình phải để quả đầu này cho nó lạ nha các bạn. Chứ lúc nào cũng đầu cắt môi hết là nó bình thường quá. Rồi to quen thành. Ủa ăn được tới 8 phút luôn mà hai loại luôn mà. Dạ. Wow, vậy hàng quá đã rồi. Ngon. Vừa ăn mà vừa uống nữa. Ừ. Rồi ok, tình hình là ăn nó đã sắp xong rồi các bạn ơi. Nên tụi mình quyết định là qua vòng luôn. Vòng này, vòng thứ tư đúng không? Toàn trước. Chỉ đỉnh rồi. Rồi hết rồi, bỏ một rác em. Chỉ định một người hiêm lược. Em muốn ai hiêm lược? Thằng Đại anh, thấy nó nặng ký quá. Rồi, Đại sẽ được một lượt, bóc em. Rồi, tương ớt cờ no. Khá đơn giản, tương ớt cờ no. Chúng ta sẽ cùng quay xem là Đại có cái gì nha. Số 4. Dễ hiểu đâu. Để luôn. Ủa, hai hàng coi để chung hả? Tình cảm. Rồi, tiếp theo là ăn. Một tình thấy ba quá nha. Thấy mọi người hình như là đã no rồi các bạn ơi. Xúc xích ăn khoảng 3-4 cây là no. Này nó ăn 4 cây, 40 cây không được. Ông trà và ông trà và số 6. Oh my god, hàng gì đâu, đem khui luôn hả? Trời ơi. Trời ơi, còn công nữa chứ. Rồi rồi rồi, được rồi, không gớt đâu. Tự em ép quá, đập đủ luôn rồi, đau khốn. Ông trà và với mày chấm được nửa cây ông ơi. Nó dài quá. Thôi mọi người không cảm luôn đi. Lên nhanh luôn nè. Tờ hàng này là của Mỹ chứ không phải là Việt Nam đâu nha các bạn. Rồi tiếp theo là Đại. Rồi, what the Mù Tạc. Mù Tạc, Mù Tạc. Thì cây số số 9 nữa, số 9 nữa. 9 hả? 9 là combo luôn. 1 6, đen khui luôn. Cây đen khui lột cây Đại nha. Oh my god. Yeah. Will yeah. Nhưng mà cái ly chấm này nó hơi nhỏ nên chỉ chấm chính thúc đầu thôi nha bạn. Ôi dồi ôi. Ôi thằng Linh ơi. Oh my god. Thôi nó đã. Rồi. Ơi gớt à. Ú. Rồi tiếp theo là Hương. Nhờ Đại cứu rồi. Hỏi em Mù Tạng. Hiêm lực. Này cứu. Hương được 2 lá.
quá đẹp đó luôn. À, cái hít đắt, cái uống nước ngọt là cái màu xanh nè. Anh thường thích màu xanh lắm. À, để anh đọc cho. Tư gót Rosa. Và chỉ định một người cùng mình uống nước. Không uống nước gì? À, uống Mirinda. Rồi ok, hai lon Mirinda và ai uống cùng? Suy nghĩ cho kỹ nha. Cho đại uống rồi nhìn cừ cừ khát nước á mấy bạn. Đó rồi, đại một lon và Hương một lon. Và bây giờ mình sẽ quay cây xúc xích của Hương nha. Chấm với Rosa. Cây số 3. Ở đã kìa. Lốc xoáy kìa. Rồi ok, vòng này là toàn không ăn gì hết. Ăn được một cây, đại được một lon nước, hai cây, Hương được một lon nước với một cây. Nhưng mà cây của đại khá là đặc biệt là nó bị chấm mù tạt nha bạn. Đây, mù tạt xanh, khá là đã luôn. Ok, vòng này là mỗi người một cây thì sẽ có 4 phút. Còn người nào có một cây một lon thì sẽ có 8 phút. 3, 2, 1, bắt đầu. Hai người hoàn thành thì người cuối cùng sẽ có 4 phút cho một cây nha bạn. Đại chuẩn bị là mình chúng ta sẽ quay cả cảnh đại hưởng thức cây xanh chuối. Rồi, rất rồi. Thử biến của em. Tét điều quá kìa. Trên hơn kìa. Lấy giấy gì đâu kìa quá. Đây em, đúng rồi. Cây xúc xích là phải có giấy vệ sinh. Đi quen luôn. Sao? Không bay bổng mà. Khá mỹ nha. Ồ, nó ngon kìa. Ngon quá. Ồ, này vậy là đây là mù tạt bơ rồi nha bạn. Tới không chuyện rồi. Ok, ngon. Tới không chuyện rồi. Thôi rồi, tôi chảy nước mắt luôn rồi. Lao làm 5 cái giấy luôn kìa. Đét là nhiều nhiều, ra bay nhiều hơn. Rồi, đại tới công chuyện rồi các bạn ơi. Mình nghĩ là dòng này có thể cho có người đầu hàng. Tay rung, nó cầm được 5 cái tờ giấy luôn. Ờ, cái cây xúc xích đâu mà nó ngọt, anh nghĩ là sướng vậy á. Đã. Tại là bấu chấm có cái đậu á. Chấm vào lúc cán là xong phim rồi. Cây xúc xích ngắn quá. Bởi vậy mình biết tướng là mình chỉ cho cái ly nhỏ thôi bạn, để chấm cái đầu thôi. Chứ mà chấm vào lúc cán là chắc chắn là xong phim thiệt sự luôn. Ăn cây này, ăn cây kia luôn kìa. Đại đã hoàn thành được cây xúc xích mù tạt các bạn. Còn khoảng nửa lô nướng nữa là xong rồi. Tình hình là pin sắp hết thì mình thay pin cái luôn nha. Rồi ok, đại đã hoàn thành các bạn. Nóc phát hết luôn cái lon luôn. Và dòng tiếp theo Phương bốc trước. Chứ còn khoảng như đây đó hả thôi. Dạ tay thôi nha. Wow. Tương ớt xanh. Tương ớt xanh. Yeah. Chúng ta sẽ xem Phương nó sẽ được xúc xích số mấy nha. Số 8. Tương ớt xanh. Wow. Lúc cái luôn tự chảy nước đi. Lên Phân. Anh ơi. Sao lại để vô đó kìa. Tấm tấm phủ mới. Rồi đại luôn. Mình nghĩ là đại cũng sắp đi rồi. Quá lượt. Yes. Quá lượt. Rồi ăn thì bắt đầu khẳng khờ rồi. Ăn khẳng khờ. Hình như chữ hả? Ngầu lắm mới thấy chữ á. Ồ chữ sao tới tôm các bạn. Xà tới tôm. Và cây xúc chín hả? Ừ. Số mấy ăn cũng được hết á. Số 10. Hơi hơi quá, còn lại có cái giọng. Đó đúng không? Ồ đúng rồi. Cái số 10 đích hả? Vậy được rồi anh. Đây là hàng của một dĩ mà dĩ ra. Nhưng mà lại chấm xà tới tôm nha bạn. Lúc cán nè. Oh my god. Chảy kìa. À, cái dĩa con ăn kìa nó hỗn độn luôn á. Bảy màu. Rồi tiếp theo là toàn. Chắc thêm lửa cái toàn đi ra luôn vừa. Chỉ định một người qua lượt. Nhưng mà không còn ai hết. Nên toàn này không có tác dụng và toàn được qua lượt. Wow. Oh my. Vậy là dòng này chúng ta sẽ có hai người ăn thôi. Đó chính là ăn và Hương. Ai ăn nhanh thì người kia sẽ có 4 phút để ăn. Yeah. 3, 2, 1, bắt đầu. Tức là dòng này nếu ăn đúng cái ọt thì Hương sẽ có 4 phút.
Bóp được hả? Tao nghe mũi cống vậy. Tôi thích mình mới ăn kìa. Hồi nãy em cũng mới đi tốt, em thấy có một hãng ăn gì ăn. Vậy hả? À, vậy đúng hả? Nó kéo gà cọ yêu viên. Cơ kiếm giống vậy. Tờ cái xích con ăn nó phải gọi là như là con nít mới nở vậy bạn ơi. Nó xíu à. Cắn cá nửa cây rồi. Nhưng Hương nó vẫn ăn rất là nhanh, mới được nửa cây rồi. Chua lè. Tương ớt xí mụi, tương ớt xanh và chua lè. Rồi ăn nó đang nhai các bạn. Phải le lửa ra mới tính xong ha. Vâng. Không, mình nghĩ là không cần bấm giờ đâu. Hương qua cái mộn các bạn ơi. Đó nó cắn cái muốn hết luôn rồi. Nên chúng ta qua lượt luôn. Tờ bóc trước. Chúng ta sẽ có đúng 4 tờ luôn nha các bạn. Còn đúng 4 tờ luôn đó toàn. Đây. Rồi, sốt cay sam giang bình thường. Loại không thường thôi, tiền không. Mình sẽ quay cho anh toàn xem là nó có xúc xích số mấy nha. Số 5. Khá là đen luôn á. Oh my god. Rồi, tiếp theo là ăn. Ăn liên tục vậy là ăn tiêu ăn rồi. Ăn không ngừng nghỉ luôn. Rồi, ăn lại được sốt cay sam giang x2 và cây xúc xích số 8. Số 8. Ăn nó hết cái này các bạn ơi, nó là không cay nên cho ăn liên tục luôn. Đó. Cái dòng xúc chưa nhai xong đó. Mình phải chăm sóc đặc biệt cho mọi người. Cho tất cả lá hâm vào hùng và reset. Rồi có shipper luôn, dĩ ra lấy đồ cho anh vậy. Phiếu đã được reset và đại sẽ bóc lại lá hét nha các bạn. Cho tất cả vào hùng. Lại reset tiếp rồi mình bỏ vô cái nữa. Rồi ok. Ok á. Bóc vô thôi. Đó là nhân phẩm lắm á. Rồi chúng ta đã có bụng tạc. Nữa hả? Bụng tạc nha bạn. Và cây xúc xích số số 10. 5. Số 5 ghim luôn. Và chấm với bụng tạc. Ok. Oh my god. Thương ghê quá hả? Cái gì anh Thương? Nào phải lao cho sạch cho tương ớt các bà. Thương nó chơi dở. Này, tiên đoán được nó là cái gì vậy? Ủa sao dài dữ vậy? Tự chọn một loại đồ chấm. Thôi muốn chấm nước sốt nào? Cờ no. Cờ no. Chằng ái. Và sẽ cái gì chấm với cờ no đây? Số 3. À, đây, dài hoàn loàn luôn. Kịp vô. Rồi. Ơi, xin tại như kỳ lại. Không lũng. Sao, cái này rất là ngắn các bạn ơi. Lũng hết. Rồi, trời ơi. Đừng có dính nó. Đừng dính xanh. Rồi, vòng này mỗi người đều có một cây xúc xích với bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Em quên rồi. Ủa? No quá. Em hết chịu nổi rồi hả? Tay bên rồi. Đây rồi. Nãy nhai cái cục xúc xích kia còn muốn nhận nữa. Nên em nghĩ là ăn thêm cây này nó cho em ói được nên xin thua. À, rút kinh nghiệm từ cái vòng trước sợ cho chó ăn vào gương vi cá đúng không? Dạ, đúng rồi anh. Ok, lần này chó không được ăn xúc xích rồi nha các bạn. Chúng ta đã có rồi, đâu hả? Oh, rồi, Toàn xin vô luôn. Ăn cặp này ra ngoài ăn em. Dạ. Rồi, Toàn vô đây Toàn. Chúng ta chỉ còn 3 người thôi. Ok, nói chung là chỉ còn 3 người, chúng ta sẽ cùng đón xem ai sẽ là người chiến thắng nha các bạn. Mình nghĩ là tỷ lệ Toàn thắng rất là cao. Bởi vì từ lúc còn nhỏ là Toàn nó có biệt danh là Toàn xúc xích. Nào xúc xích không biết ngán luôn các bạn. Trong đám là nó mang xúc xích rất là dữ. Mà bởi vậy mà bây giờ mà nó còn nãy giờ thấy nhân phẩm rất là cao nữa. No no no. Từ bây giờ trong cái game này hay gọi là Hương xúc xích. Có một người đã quyết định đọt cái chức của Hương Toàn nha các bạn. Còn đại thì nãy giờ đang bay mà không nhìn thấy được. Thôi cái đầu mà biết đang bay rồi. Năng cái đầu rồi nha các bạn, ăn cái đầu rồi. Rồi 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 rồi, nó bay lên lỗ mũi luôn rồi.
Rồi, chó ăn xúc xích luôn rồi. Rồi mày không có nướng rồi em ơi. Nhai đừng ngậm nữa. Phải nói là nhân phẩm của ông Đại rất là tốt luôn, là hai lần liên tiếp vô bù tạc luôn á Đại. Bao nhiêu lá hâm không bóc, bóc vô bù tạc. Đại nó vừa ăn xong cái đầu xúc xích chấm bù tạc thì bây giờ nó khá là dễ rồi, nên mình qua vòng luôn. Và vòng này hình như là toàn bóc trước đúng không toàn? Đúng rồi. Rồi ok, toàn bóc trước nha bạn. Vòng thứ N. Không biết là toàn xúc xích có thể thắng được cái game này không? Rồi! Tỷ lệ thắng của toàn đã giảm xuống rồi. Thêm lượt. Hai tờ liên tiếp đi. Một nha. Coi tiêu toàn rồi, toan rồi. À, cho tất cả lá hâm vào hồ bóp lại. Dỡ tờ đó luôn em. Tư gớt Rosa. Rồi mình sẽ bỏ tất cả những lá hâm vào hồ nha. Toàn được tư gớt Rosa và bóp lại một lá khác. Người phải. Cho một người chỉ định một người hiệp lược. Em muốn ai hiệp lược? Đại không anh? Đại. Toàn quyết định giết Đại với bạn. Đó cũng đăng ký. Nhưng mà em vẫn phải ăn tương ớt rô ra. Chấm với lại xúc xích gì đây? Ớt. Số 8. Chấm vô luôn. Tương ớt rô ra thì nó cũng tâm lực sau một hính em cũng khá là dễ ăn em. Đó, tương ớt rô ra với bạn. Họ sao có từ gốc AW. AW. Rồi tiếp theo là Đại được hiệp lược, tức là Đại bóc hai tờ liên tiếp luôn. Hai tờ luôn Đại. Rồi. Xa tới tôm. Và tự chọn một lon nước ngọt. Mirinda. Merida và xúc xích số mấy đây? Số 3. Cắm luôn em. Chấm thì lại sa tế tôm. Sa tế tôm thì coi ok. Sa tế tôm thì nó cũng khá là cay và hơi mặn mặn nha bạn. Không biết có ai có thể lấy cho Đại cái dĩa nào đó mà nó đã hơn không? Chứ chấm vô gì ghê quá vậy. Đó, đây rồi, có ăn rồi. Đây. Rồi, tiếp theo là Hương. Thật là hồi hộp. Rồi, xăm kiên giang X2. Chấm lại, xúc xích số mấy đây? Số 9. Số 9 hả? Số 1. Một. Số 1, ghim luôn Hương. Thôi đựng cây này cây nó, lấy cây mới đi. Này lần này mình ghim cho may mắn nha. Rồi, được rồi. Sam Giang X2 nha bạn. Oh my god. Đừng dính qua sao bì là chết rồi. Ơi. Rồi. Rồi vòng này toàn một cây, Đại một cây, Hương một cây. Riêng Đại thì có thêm Mirinda xá xị nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Hai người hoàn thành thì người kia sẽ có 4 phút. Thôi no, thôi từ từ đi, tập trung mới ăn được. Con toàn nó tám một cái nửa cây rồi. Rất là nhanh và nguy hiểm. Con Đại thì chấm sa tế tôm. Còn Hương thì bắt đầu có sự chậm lại các bạn. Nghĩ là Hương không phải đạt được chức vô địch của toàn rồi, Hương tạch rồi. Ok, bắt đầu tô. Ok, chúng ta đến với vòng tiếp theo luôn. Vòng này mình nghĩ là Hương với Đại là có nguy cơ lắm rồi. Mất Hương.
to ăn hơn rồi, không thôi trở thành vua xúc xích, ông hoàng ngậm xúc xích được rồi. Đừng vội cười, giờ các bạn thả đến cuối video là mình chung kết á, mình tổng giải. Cuối video rồi, ừ. Đây là cuối video. Rồi. Đang cuối hả? Ừ. Mô tát tuyệt vời ông mặt trời luôn. Tôi có muốn chơi nữa không? Có chứ. Ghê hả? Số 7. Đây, mô tát. Ồ, dính quá đầu nha bạn, rất là đã luôn. Hàng rất là chuẩn và dính rất là đều. Đây, để bỏ. Chị cầm luôn, không dính, không gớt đâu, cầm luôn. Thôi bỏ, chúng nó gọng ấy. Rồi, hay là đại. Mà dính. Không còn mù tạng nữa đâu em, tự thêm reset. Đây, để anh đọc cho. Tự chọn một loại nước đồ chấm em, muốn chấm cái nào? Tất nhiên là mù tương ớt. Mù tương ớt nha bạn. Số 3. Bạch. Rồi, chú tệ xúc xích. Mình thấy là có nét mặt là sắp tạch rồi. Cay hả? Ồ, ông Trầm và Hảo. Số 1. Số 1, số 1. Cái này ngắn quá nên chấm cái muốn lúc kén luôn rồi. Cầm hứng luôn em, cầm mình gớt vô á. Ok. Rồi vòng này mỗi người được một cây xúc xích, chỉ có riêng Hương là khó ăn là chấm bùn tạ các bạn. 3, 2, 1, quẩy. Nếu như Toàn và Đại ăn nhanh thì Hương sẽ có 4 phút để ăn. Hương tiêu rồi, Toàn cắn cách nửa cây, nhưng nó lại muốn đi rồi. Không xuống ớt nhiều quá. Không, em đang có tỷ lệ thắng á, em ăn. Nói kìa cái bàn thua em. Chậm lại, chậm lại. Còn Hương thì bắt đầu là nhìn xa xăm. Xăm vậy cài quá. Vậy này là bùn tạc mà tờ ơ. Hồi nãy sập gian anh. Cà phê không có gớt đâu. Ủa cà phê chấm vô ghê quá à. Cái gì? Chuẩn bị mình lấy đồng hồ bắp giờ luôn nha bạn. Có luôn. Ok, chúng ta có đồng hồ bắp giờ luôn rồi. Chứ gần Toàn và Đại le lưỡi ra thì Hương sẽ có 4 phút. Có thể là giết Hương bằng thời gian. Do nãy giờ Hương không ăn miếng nào hết luôn á. Wow. Chúng ta sẽ cùng quay động thái của Hương rồi tự bẻ đôi cây xúc xích của mình ra. Nhịn hố vãi. À, ăn phần không có bù tạc trước. Rồi kia gờ gờ. Mình không hiểu là chiến thuật đây làm gì, chắc là ăn hết phần này sau đó gờ gờ. Đúng rồi. Không phải đây. Rồi, đã hoàn thành 4 phút, bắt đầu. Hương sẽ có 4 phút nha bạn. Rồi, lấy ra luôn em. Wow. Đồng hồ anh để chạy dưới đất mà. Yeah. Lại tìm 4 phút. Hương sẽ có 4 phút để ăn cục xúc xích bù tạc nha bạn. Ok, chúng ta sẽ tô nhanh luôn bởi vì Hương ăn khá là lâu. Câu giờ. Rồi, tình hình là chúng ta chỉ còn có 20 giây. Bạn Hương quyết định thử sức nha bạn. Rồi, Hương đã chiến thắng rồi. Đứng dậy chiến thắng rồi. Ừ, không mồm rồi, không mồm. Không mồm rồi, không mồm. Giờ hết giờ luôn anh ạ. Rồi, hết giờ. Và Hương đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ ở đâu mình không biết. Ok, vậy là chúng ta chỉ còn có hai người chơi, đó chính là Toàn xúc xích và Đại. Chắc là cũng tới đây rồi các bạn. Nó gần đầy mình rồi. Và phòng này ai bấm trước của anh ta? Toàn đúng không? Vòng này vòng thứ mấy mình không biết luôn bạn ơi, nãy nhiều vòng quá. Chỉ định cái. Rồi. Cờ no nha bạn. Cờ no. Vô số 9 là Toàn tập. Ô, hên quá. Số 10. Trời ơi, hên nó cày chút xíu rồi Toàn ơi. Rồi, tiếp theo là Đại. Đại bây giờ số 9 là Đại Toan liền. Số 9 bây giờ là cực phẩm. Rồi, tương ớt xanh. Mình sẽ chỉnh cái này vô khẳng lại và quay ra. Opa-la, số 10. Lục kén. Rồi, ok. Vòng này hai bạn rất là cân bằng, mỗi người một cây xích bé tí. 3, 2, 1, bắt đầu. Ai ăn nhanh
hoàn thành thì người kia sẽ có 4 phút đi ăn nha. Cắn hết nửa cây rồi, mình nghĩ là chắc qua vòng luôn rồi. Này chua quá à. Đúng rồi, nó cũng y như cái bọn muối tiêu chanh như hay sao em. Toàn đã hồn hết vô miệng rồi, nếu đại hồn cái đứa mình sẽ bóc luôn nha. Rồi, quyết định bóc luôn nha bạn. Đại, dùng hết nhân phẩm của em để chiến thắng cái game này. Ok anh. Một like cho Đại bạn, một like. Wow, wow, wow. Đúng là dùng hết nhân phẩm luôn. Quá lợt. Vẫn còn chỉ định đó toàn. Wow, chế định một người cùng mình uống nước, tức là hai lon nước. Uống nước nào toàn? Qua ghi ơ ra. Qua ghi ơ ra, lấy hai lon qua ghi ơ. Nói chung là cái vòng chung kết này khá là gay cắn đó bạn. Xúc xích thì mỗi người một cây, bây giờ nước mỗi người một lon. Và bây giờ là ai uống xong trước thì người kia sẽ có 4 phút để uống. Ok, 3, 2, 1, quẩy. Nghĩ là tới cổ thôi các bạn ơi. Chắc uống vô cái lắc cái trào ra. Toàn tu kìa. Rồi nghe nó uống nổi da gà luôn nổi ơi. Nó hôm nay hai đứa không đứa đủ danh được hết rồi. Tới luôn rồi. Tới công chuyện hết rồi. Sao đây rồi, tới đây rồi. Chưa đâu. Giờ em phải ngã người ra cho nó tàn ra ngoài não thì chắc được. Nó tới đây rồi. Em nghĩ nghiêng qua nghiêng lại cho chàng ngón cánh tay. Lắc qua lắc lại cho xuống cái ngón tay ngón chân được. Chúng ta cùng hội hợp xem ai sẽ là người chiến thắng cái vòng chung kết các bạn. Game khá là gay cắn luôn. Trùm xúc xích và ông Hoàng ăn nhiều. Thở dài luôn rồi. Toàn nghiên cứu quá. Lùng kìa. Đại gian nhiều cỡ nào cũng vậy rồi, đại tứ rồi. Rồi, đại xong hả? Biết nữa hả? Nó xong rồi, đầy bệnh rồi. Đây, người nào trụ lại là người đã thắng á. Rồi, đại hoàn thành. Toàn hoàn thành luôn. Rồi, ok, bóc phiếu luôn toàn. Rồi, tương ớt Rosa. Và chúng ta sẽ cùng quay xem Toàn được cây xúc xích số mấy. Rồi, Toàn ơi, nhân phẩm ra. Xúc ơi, dạ cái tí. Toàn nhân phẩm. Sao công dập quá ta. Hàng lần này công quá chứ mà. Công chất lượng gì hết à. Tương ớt Rosa các bạn. Đục cá. Rồi tiếp theo là đại, nếu đại mà qua lượt là có thể Toàn sẽ thua. Toàn qua lượt ra còn chỉ định nữa đúng không? Chắc còn ha. Ồ, ba gọt nhân phẩm của đại đã bị mắc các bạn. Thêm lượt còn 3 tờ, em bóc 2 tờ em. Ủa rồi, ok rồi. Một số cây sam giang truyền thống và chỉ định là một người qua lượt, vậy là tờ này không có tác dụng. Vậy là đại chỉ có một cái truyền thống thôi. Cùng quay nha. Lần này mình quay nhanh luôn nha bạn. Số 9 là đầu hàng, còn các số khác thì chơi được tiếp. Số 1. Đây, đây anh biểu diễn luôn cho. Số cay truyền khống là cái này nha bạn. Cái này không có cay lắm nhưng mà vẫn cay nha. Đó là sao anh? Không có cay lắm nhưng mà vẫn cay là sao? Là cay ít. Ok, vậy là dòng này là Toàn một cây xúc xích bé tí và đại là cây xúc xích vừa vừa nhưng mà cũng cay nha bạn. Nếu Toàn nhanh thì đại sẽ có 4 phút. 3, 2, 1, bắt đầu. Các bạn cùng bình luận xem là ai sẽ chiến thắng cái dòng này nha bạn. Liệu là Toàn xúc xích hay là đại ăn nhiều đây. Bình luận. Toàn số báo danh 01, đại số báo danh 02 nha bạn. Cùng bình luận xem ai ăn, ai ăn. Con xúc xích một người á thì chúng ăn nhiều nhưng mà ăn nhiều nãy giờ ăn quá trời luôn rồi, còn trồng xúc xích cũng ăn quá trời luôn rồi, rất là cân bằng nha.
Rồi 4 phút cuộc đại bắt đầu. Không biết là 4 phút có nhân nút nổi không nha bạn, nên giờ chúng ta sẽ quay cảnh luôn nha. Không cần qua lượng nữa. Sợ không nút nổi 4 phút đó chứ. Cay quá. Cay quá. Tuyệt với truyền thống thôi mà nó cay quá rồi. Xong rồi hả? Ok, mới có chưa đầy 2 phút đã xong rồi. Và không khí còn 1 tờ nên mình sẽ reset nha bạn. Và đại bút trước. Trời ơi, như là chúa tiêu cực đại bạn, thêm lượt. Quá đã luôn. 2 tờ em. Toan rồi. Nhưng mà có thể dùng được tờ chỉ định em. 2 tờ chỉ định liên tục luôn. Đúng không? Chỉ định một người qua lượt. Toàn được qua lượt. Cho tất cả lá hâm vào hùng và bóc lại. Nhân phẩm nó không mỉm cười với con đại rồi. Nó bóc vào tờ qua lượt cho thằng to. Bóc lại một tờ em. Được tư gớt Rosa các bạn. Một khẩu súng rất là mạnh luôn. Nếu như cho số 10 thì có thể chơi được á. Rồi, số 9. Số 9 rồi các bạn ơi. Thôi được rồi. Số 9 chính là cái cục bự như cái cục tay của ông đại đó bạn, rất là bự luôn. Đại đầu hàng đúng không đại? Tới rồi này, hết rồi. Rồi, chúng ta đã có người chiến thắng, không cần làm gì hết. Chiến thắng đại đầu hàng. Rồi, kết quả cái cuộc thi ăn 100 cây xúc xích chấm các loại sốt, có những loại rất là cay, có những loại rất là nồng, có những loại khá là ngon ngọt. Kết quả là đại đã sử dụng hết tất cả nhân phẩm của mình và tạp nha bạn. Nó ăn cũng rất là dữ luôn, nhưng mà các tiếng là chịu hết nổi rồi. Và toàn xúc xích lại chiến thắng những cái giải hưởng xúc xích nha bạn. Vua xúc xích mà anh. Ông hoàng xúc xích, kẻ không thì những món xúc xích. Ăn xúc xích không biết ghé. Rồi ok. Em lên. Giải hưởng người thua cuộc đầu tiên sẽ trao giải cho người thắng cuộc nha các bạn. Đó chính là 10 củ khoai lang nha bạn. Đầy 20 tờ của Toàn. Nói chung là hôm nay là giải hưởng lớn như vậy cho tụi nó cố gắng ăn. Kết quả là Toàn chiến thắng. Ok, nói chung là tụi mình kết thúc video tại đây. Bạn thích video này hãy nhấn like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra những clip khác nha. Tạm biệt các bạn.